Hi, xin chào quý khách hàng cũng như là anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh. Thì hiện tại Khánh đang có mặt tại địa chỉ là 1286 quốc lộ 1A, phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính cũng như là đại lý Hino 3S chính hãng của Hino ô tô tại Việt Nam. Và hiện tại bây giờ nơi đây chuyên cung cấp các dòng xe tải Hino từ 1,5 tấn cho tới xe đầu kéo 40 tấn và hỗ trợ quý khách hàng cũng như là anh em về phụ tùng chính hãng, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và ngoài ra hỗ trợ về kỹ thuật và bảo hiểm. Quý khách hàng cũng như là anh em có nhu cầu đầu tư về cái dòng xe Hino hoặc hỗ trợ thêm về kỹ thuật hoặc là phụ tùng chính hãng thì cứ liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259. Khánh đang bên cạnh màn hình thì Khánh sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn cho quý khách hàng cũng như là anh em một cách chi tiết và cụ thể hơn. Quay trở lại video ngày hôm nay thì sẵn tiện trước mắt quý khách hàng cũng như là anh em đây là một cái phiên bản xe Hino, cũng là Hino FG, nằm ở phân khúc series 500 nha anh em. Đây, bạn nằm ở phân khúc series 500 và hiện tại bây giờ được khách hàng tin tưởng và ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính bên Khánh, đó là phiên bản xe tải cẩu nha anh em. Xe tải cẩu. Đây, quý khách hàng cũng như là anh em có thể thấy trước mắt mình đây. Thì những video trước thì Khánh quay khá là nhiều cho quý khách hàng cũng như là anh em xem về cái phiên bản xe Hino FG, thùng kính, thùng mua bạc, đông lạnh và bảo ôn. Còn riêng video ngày hôm nay thì Khánh sẽ đi chi tiết hơn cho quý khách hàng cũng như là anh em về cái phần xe tải cẩu. Và hiện tại bây giờ được khách hàng tin tưởng ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính bên Khánh với phiên bản cẩu, đó là cẩu unit 550, nghĩa là 5 tấn 5 khúc nha anh em. Thì Khánh sẽ đi chi tiết hơn về kết cấu của xe, về cẩu cũng như là về thùng xe. Hiện tại bây giờ được Hino Đại Phát Tính bên Khánh đóng cho khách hàng. Và bên Khánh hiện tại bây giờ hoàn thiện về phần cơ bản và chuẩn bị qua tầng bên Khánh xử lý hồ sơ giấy tờ đầy đủ là có thể đi đăng ký đăng kiểm và giao cho khách hàng nha anh em. Đây. Thì video sau thì Khánh sẽ quay chi tiết hơn cho anh em về cái hướng dẫn về vận hành cẩu. Hôm nay thì Khánh sẽ đi chi tiết về giá bán của xe cũng như là kết cấu thùng cẩu. Hiện tại bây giờ được Hino đã phân tính bên Khánh gia công và đóng thùng cho khách hàng nha anh em. Thì đối với phân khúc Hino C500 thì hiện tại bây giờ đây là phiên bản Hino FG8GT7A. Phiên bản đây là phiên bản thùng dài nha anh em. Phiên bản thùng dài với thiết kế cabin thì nó sẽ là cabin đôi, bắt đầu từ 2018 cho tới 22 thì nó vẫn giữ thiết kế về cái form như thế này, cabin đôi, và thay đổi hoàn toàn hơn so với ga cơ trước kia về phần mặt ga lăng phía trước, về phần cản phía trước cũng như là hệ thống đèn halogen, nó cũng có sự khác biệt hơn so với cái phiên bản ga cơ trước kia. Và hiện tại bây giờ bắt đầu ở giữa của tháng 8 2022 và thông tin từ nhà máy thì đâu đó tầm khoảng tháng 10 hoặc là tháng 11 thì nó sẽ chuyển giao giữa Euro 4 và Euro 5 nha anh em. Thì Euro 4 thì hiện tại bây giờ nó sẽ bắt đầu từ từ nó sẽ khai tử để phục vụ cho việc sản xuất và cung cấp tại thị trường Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới là về Euro 5. Thì hiện tại ở thời điểm của tháng giữa tháng 8 2022 thì hiện tại bây giờ Khánh cũng nghe thông tin chưa nắm chính xác về chi tiết như thế nào, nhưng một phần giữa Euro 4 và Euro 5 thì Euro 5 nó sẽ có nhược điểm hơn so với Euro 4 nha anh em. Nếu quý khách hàng cũng như là anh em đầu tư thì giá thành của phiên bản Euro 5 nó sẽ cao hơn phiên bản Euro 4 là thứ nhất. Thứ hai nữa là về tải cho phép chở và kích thước thùng nó sẽ ngắn đi và tải nó sẽ thấp hơn so với cái phiên bản Euro 4 nha anh em. Cái thứ ba nữa là quý khách hàng cũng như là anh em phải tốn chi phí hơn về vấn đề bình xử lý khí thải UG, tại vì phiên bản Euro 5 giống như xe đầu kéo hiện tại bây giờ bên Khánh đang cung cấp cho khách hàng, đó là Euro 5 sẽ thêm bình xử lý khí thải. Thì về trung bình bình xử lý khí thải nó sẽ là 35 đến 38 lít nha anh em. Thì anh em cũng như là quý khách hàng thì cũng đã chạy qua và đã cũng có thông tin về Khánh thì cũng có phản hồi. Thì hiện tại bây giờ nhu cầu thì tầm khoảng 2 bình dầu của mình 200 lít là 2 bình là 400 lít thì sẽ tốn một bình xử lý khí thải tầm 35 đến 38 lít. Thì hiện tại bây giờ mức trung bình thì nó sẽ nằm ở 37 đến 20 ngàn đồng trên 1 lít xử lý khí thải UG nha anh em. Nước xử lý khí thải UG thì quý khách hàng cũng như là anh em tốn thêm đâu đó tầm khoảng 600 cho đến 700 ngàn chi phí về nước xử lý khí thải thì nó cũng không có lợi nhiều về cho khách hàng, nhưng mà nó sẽ thân thiện về môi trường cũng như là theo tiêu chuẩn của quốc tế thì áp dụng được như thế. Đấy, và đối với phiên bản Hino FG8GT7A trước mắt quý khách hàng cũng như là anh em đây là phiên bản Euro 4 và được khách hàng đóng là thùng tải cẩu. Với tải cho phép chở của phiên bản này thì nó sẽ là tải cho phép chở là 6 tấn 4. Kích thước lọt lòng thùng trước mắt quý khách hàng cũng như là anh em xem trước mắt mình đây, đó là chọt lòng thùng 8m, chiều ngang của nó là 2m35 và chiều cao của bửng là 0,625 nha anh em. Đấy, ngoài ra thì quý khách hàng cũng như là anh em có thể lắp được các loại cẩu như cẩu unit 550 5 tấn 5 khúc hoặc là cẩu unit 340 3 tấn 4 khúc, hoặc là anh em gắn cẩu Susan
525, nghĩa là 5 tấn 5 khúc nha anh em. Thì hiện tại bây giờ chân tú của phiên bản Hino, phiên bản tải cẩu, trước mắt anh em đây là unit 555 nhập khẩu nguyên cục thử lại từ Thái Lan. Thì chân tú của nó hay là chân trống của nó sẽ là chân vuông nha anh em. Còn đối với phiên bản Hino lắp cẩu unit 340 thì chân tú nó sẽ là chân tròn. Ngoài ra thì quý hàng cũng như là anh em có thể lựa chọn cái phiên bản thùng ngắn hơn, cũng như là tải cho phép chở cao hơn và có thể lắp cẩu unit luôn. Đó là phiên bản Hino FG8GB7A, là phiên bản thùng ngắn của Hino, vẫn là thiết kế vẫn là giống như phiên bản Hino FG8GT7A này, khúc dài. Thì thùng và tải cho phép chở của phiên bản kia anh em có thể cho phép chở là từ đâu đó từ 6,95 tấn cho tới 7,1 tấn anh em. Và mình có thể thoải mái lắp cẩu, lắp cẩu là unit 3 tấn 4 khúc, hoặc là lắp cẩu unit 545, hoặc là 535, hoặc là anh em lắp cẩu 3 tấn 4 khúc, hoặc là 4 tấn 5 khúc, hoặc là 4 tấn 3 khúc vẫn được nha anh em. Đấy là như thế, đa dạng về kết cấu và về loại cẩu khác nhau cho mình lựa chọn. Và quý khách hàng cũng như là anh em có nhu cầu đầu tư thì liên hệ với Khánh qua số hotline Khánh là để bên cạnh màn hình, thì Khánh sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn cho anh em một cách chi tiết hơn về kết cấu thùng, về tải cho phép chở xe, về kích thước thùng, nó sẽ phù hợp hơn cho mình. Thì đối với phân khúc thùng ngắn thì anh em có thể kích thước hoặc lòng nó là 6m6, chiều ngang vẫn là 2m35, và chiều cao cũng giống như phiên bản Hino FG dài trước mắt đây, là chiều da cao của vẫn là 0,625 nha anh em. Đấy. Và giá bán thì tại bây giờ ở thời điểm giữa tháng 8 năm 2022, bên Khánh đang có giá bán với phân khúc Hino thùng ngắn, đó là thùng FG8GB7A, kích thước thùng nó sẽ là 6m6 thôi. Lắp cẩu thì anh em có thể lắp cẩu 3 tấn 4 khúc, hoặc là 5 tấn 3 khúc, hoặc là 5 tấn 4 khúc, hoặc là 5 tấn 5 khúc vẫn được nha anh em. Thì với giá xe nền chassis bên Khánh đang bán là 1.277 tỷ đối với phiên bản đời 2022 Euro 4, một cái giá cực kỳ tốt, cũng như là hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em một cách thoải mái luôn. Về hiện tại bây giờ đối với phân khúc trước mắt anh em đây, là phân khúc thùng dài cũng như là tải cho phép chở hiện tại bây giờ được là 6 tấn 4, tổng tải của nó hiện tại bây giờ lên đến đó là 16 tấn. Thì giá xe nền chassis bên Khánh đang bán cho quý khách hàng cũng như là anh em tham khảo đó là 1.312 tỷ. Về giá xe nền chassis đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phần thùng, phần cẩu và chi phí ra số nha anh em. Đấy, đó là kết cấu của phiên bản Hino này. Và chi tiết hơn thì ngân hàng thì bên Khánh cũng hiện tại bây giờ cũng hỗ trợ cho anh em nha. Mức hỗ trợ trung bình từ 70% cho tới 85%, tùy vào nhu cầu anh em vay, hoặc là anh em đứng tên cá nhân hoặc là đứng tên doanh nghiệp. Thì đối với khách hàng cá nhân, thủ tục hồ sơ giấy tờ thì anh em chỉ cần cung cấp cho Khánh là chứng minh nhân dân, sổ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận độc thân nếu mình em chưa lập gia đình nha. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp thì chỉ cần cung cấp cho Khánh là giấy đăng ký doanh nghiệp và chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của người đại diện là bên Khánh có thể hỗ trợ cho anh em. Thì phiên bản Hino FG8GT7A lắp cẩu unit 550, 5 tấn 5 khúc được khách hàng tin tưởng và ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính Bình Khánh, với tải cho phép chở đó là 6 tấn 4, kích thước lọt lòng thùng, chiều dài là 8m mở 7 bẩn, chiều ngang là 2m35 và chiều cao của bẩn là 0,625 nha anh em. Đấy, lắp cẩu unit 3 tấn 5 tấn 5 khúc và được khách hàng yêu cầu lắp chân tú sau, và Khánh sẽ đi chi tiết hơn về phần cẩu nè, về phần thùng nè cho anh em xem. Thì cẩu thì đối với phiên bản unit thì hoặc là Susan thì chân tú của phía trước nó sẽ là chân tú vuông nha nè. Đây là chân tú vuông. Đấy, và đây là hệ thống điều khiển của cẩu. Hiện tại bây giờ hệ thống điều khiển thì anh em điều khiển cần thì nó sẽ có thể điều khiển được hai bên nha nè. Đây, anh em có thể là nâng hai cần này thì sẽ là nâng chân tú phía trước bên tài và bên phụ nè. Cái này là xoay cần nè. Còn cái này là ga cần và thu cần nè. Cái này là ga dây và thu dây nè. Cái này là tạo cái góc nghiêng, tạo cái góc nghiêng của cẩu nè, để anh em có thể nâng lên hoặc hạ xuống nè. Và đây là cái thu dây cẩu, cái phần còn lại chỗ cái nút G ở đó, anh em có thể thấy đây, nó sẽ là cảm biến và anh em có thể thu lại. Và phía bên tài thì nó sẽ được trang bị thêm một cái bộ điều khiển của hai chân tú phía sau nha anh em có thể thấy đây. Đây là bộ điều khiển hai chân tú, sau khi anh em điều khiển á, thì anh em gài đi lên, đẩy nó lên và anh em điều khiển bằng hai cần này. Cần đây thì nó sẽ là phía trước nè, phía bên tài nè, cái này sẽ bên phụ nè. Đấy, về cẩu thì đây là sẽ là cẩu unit 5 tấn 5 khúc, anh em có thể thấy đây. Khi mà Khánh nâng lên rồi, tại vì Khánh hiện tại bây giờ đang nâng và chiều cao của nó hiện tại bây giờ có thể nâng 5 tấn 5 khúc khi mà anh em thu cần hết ra, và nó rơi đâu đó tầm khoảng 500kg khi anh em đẩy hết cần ra 5 tấn 5 khúc nha anh em, đẩy hết ra. Thì chiều cao tổng thể của nó rơi đâu đó tầm khoảng 20m.
đấy là như thế. Anh em có thể xây dựng nhà xưởng, hoặc là mình cẩu hàng hóa, hoặc là anh em có thể cẩu sắt thép, ngoài ra thì có thể cẩu cây cảnh. Đấy thì đa dạng về kết cấu hàng hóa cho mình. Mình về mình có thể chở đa dạng về mặt hàng, vật liệu xây dựng, về gạch đá, đi thường thì đi pallet, hoặc là những mặt hàng pallet, và bằng những mặt hàng cây cối, sắt thép. Nói chung là khá là đa dạng đối với khi anh em chở cái xe tải cẩu như thế này, hoặc là anh em có thể chở những cái xe cơ giới thì vẫn được nha anh em. Đấy là như thế. Về thùng xe, thùng xe thì hiện tại bây giờ được khách yêu cầu bên Khánh đóng là thùng sắt tiêu chuẩn thôi nha anh em. Thùng sắt tiêu chuẩn và vật liệu như thế nào cũng như là màu sơn được khách hàng yêu cầu bên Khánh đáp ứng. Hiện tại bây giờ Khánh đang quay một mình thì anh em xem và thông cảm qua. Tại vì Khánh cái bẩn này thì hiện tại bây giờ nó sẽ khá là nặng và Khánh đang nâng một mình. Đây, về kết cấu thì hiện tại bây giờ anh em có thể thấy trước mắt mình đây là đà dọc đà ngang. Thì đà dọc đà ngang bên Khánh sử dụng đó là U140 đối với hai đà dọc nha anh em. Còn đối với đà ngang thì bây giờ bên Khánh sử dụng đó là U120, cũng là thép đúc luôn, khá là dày dặn cũng như là chắc chắn cứng cáp cho quý khách hàng cũng như là anh em. Cái nối đà dọc và đà ngang cũng như là bát chống xô, đà dọc đà ngang thì sẽ có những cái ke đây, cái ke giúp cho kết nối đà dọc đà ngang, bát chống xô cũng như là bu lông quang, và ở giữa của chất xi cũng như là đà dọc nó sẽ là điểm đót cao su. Và điểm đặc biệt hơn đó là đối với xe tải cẩu anh em thì mình sẽ được cặp chất xi, tại vì phần cây phần cẩu này nó sẽ được tác động, và khi mà anh em nâng hạt lên nó sẽ tác động vào phần thứ nhất là chất xi, thứ hai nữa là về phần cẩu rất là nhiều, nên sẽ được gia cố cũng như là được cặp chất xi khá là dày dặn cũng như là chắc chắn. Anh em có thể thấy trước mắt mình đây, đây là cặp chất xi đây. Hiện tại bây giờ đối với phân khúc này thì bên Khánh đang cặp cho khách hàng đó là 10 ly nha anh em. Thường thì đa số thì sẽ là 8 ly, cặp từ phần đuôi của cabin cho tới phần đây. Anh em có thể thấy cặp V, cặp trên và dưới nha, hai bên nha, độ dày là 10 ly, khá là dày dặn cũng như là cứng cáp cho quý khách hàng cũng như là anh em. Về phía trên thì hiện tại bây giờ bên Khánh sử dụng xương của vách trước nè, sẽ sử dụng là hộp 44 là thẳng đứng như thế này nha anh em. Vách trước sẽ là vách 1,5 ly, khá là dày dặn cho anh em. Đấy. Về hiện tại bây giờ về trụ trước thì bây giờ bên Khánh sử dụng là trụ trắng U100, hiện tại bây giờ là 120 nha anh em. U thì bây giờ là U120, bản lề cũng như là khóa ton và bách bẩn sẽ sử dụng bằng sắt luôn. Về bẩn thì bách bên ngoài sẽ sử dụng là 1,5 ly trắng như thế này. Về xương của bẩn thì anh em có thể thấy đây, xương bẩn sử dụng cái hộp 44 nè. Đây hiện tại bây giờ cái hộp 44 nè, cũng như là những cái trắng và cái hộp xương đây, khá là dày dặn cũng như là chắc chắn cũng cứng cáp cho anh em. Về sàn thùng thì anh em có thể thấy trước mắt mình đây, sàn thùng sử dụng là sàn dập lá me, có độ dày lên đến đó là 3 ly. Và đa số thì tại bây giờ khách hàng sử dụng sàn là đối với thùng lửng hoặc thùng tải cẩu, đó là sàn dập lá me như thế này nha anh em. Thứ nhất là tránh trơn trượt, thứ hai nữa là anh em lên hàng hóa khá là dễ dàng. Điểm đặc biệt hơn nữa là trụ giữa thì hiện tại bây giờ xe nó sẽ được làm mở 7 bẩn và trụ giữa nó sẽ là 4 trụ nha anh em. Đây U140 có độ dày lên đến đó là 5 ly. Hiện tại bây giờ bên Khánh sử dụng là trụ sống cho anh em nè, trụ sống nha anh em. Đây, anh em lưu ý đây, đây là trụ sống anh em có thể tháo rời được, hoặc là anh em có thể lên xuống hàng hóa hai bên mình khá là dễ dàng, thuận tiện. Khi mà mình lên hàng xong thì mình sẽ gài trụ lại như thế này và gài những cái khóa ton lại. Về chống bung thì sử dụng là sẽ về chống bung inox. Về cản hông cũng như là cản sau thì bên Khánh sử dụng hiện tại bây giờ là bằng sắt cho khách hàng nha anh em, đồng nhất với phần thùng. Và màu sơn của cản nó sẽ là màu đen và màu vàng, khá là đặc trưng tại Hino Đạp Phước Tính bên Khánh. Về khung bao lường hay là lường thùng, tại bây giờ là lường thùng đây, tại bây giờ bên Khánh sử dụng đó là sắt trắng cho khách hàng luôn. Khung bao sau cũng vậy, đây khung bao sau cũng là bằng sắt luôn. Hiện tại bây giờ bên Khánh lắp thêm cho anh em là một cái bảo vệ đèn như thế này, bảo vệ đèn phía sau bao gồm đèn xi nhan và đèn phanh, đèn ưu tiên. Đấy, khung bao những cái cao su bẩn nha anh em, đây khá là dày dặn cũng như là chắc chắn và cứng cáp, anh em nhìn tổng quan một cái nữa. Đấy. Và điểm đặc biệt hơn là về cẩu unit thì hiện tại bây giờ đa số là khách hàng lắp thì hiện tại bây giờ đối với cẩu unit, cho dù anh em có lẩu unit 3 tấn 4 khúc hoặc là cẩu unit 5 tấn 5 khúc như thế này thì thường đa số nó sẽ là chân tú trước thôi anh em. Ngoài ra thì bên Khánh sẽ đi cái option kim cho anh em, nghĩa là nó sẽ đi thêm yêu cầu của khách hàng, hoặc là anh em có thể lắp thêm chân tú phía sau, thì tùy vào nhu cầu của mình thì mình sẽ được lắp thêm chân tú phía sau nghe đây. Thì giá thành cũng như là muốn biết chi tiết hơn
về chân tú như thế nào, giá thành cũng như là nó sẽ có cái ghế bắt lên trên cẩu unit 5 tấn 5 khúc này luôn. Nhưng cái đó là ép sành theo yêu cầu khách hàng, thì thường cơ bản thì nhà máy nó sẽ trang bị cho mình là chỉ là chân tú trước thôi và phần cẩu thôi, còn về chân tú phía sau cũng như là cái ghế ngồi trên cẩu á, thì anh em có thể lắp riêng theo yêu cầu của mình nha anh em. Đấy là như thế. Ngoài ra thì đối với phân khúc lớn hơn thì nó sẽ là phân khúc FM8ZF7A lắp trên cẩu Susan 8 tấn 6 khúc, 8 tấn 6 khúc thì sẽ được trang bị là chân tú trước sau và ghế ngồi phía trên. Còn đối với phân khúc unit 550 5 tấn 5 khúc thì chỉ được trang bị như thế thôi nha anh em. Đấy, đấy là chi tiết hơn về kết cấu của thùng xe cũng như là về thùng cẩu hiện tại bây giờ được Hino Đại Tính Minh Khánh đóng cho khách hàng. Và chi tiết hơn thì Khánh sẽ đi cho anh em xem về động cơ hiện tại bây giờ được trang bị trên cái phiên bản Hino FG8ZT7A được khách hàng yêu cầu lắp cẩu unit 35 tấn 5 khúc như thế này, cũng như là bộ vận hành BTO được trang bị như thế nào trước khi vận hành phần cẩu anh em. Về phiên bản Hino FG8ZT7A này hiện tại bây giờ được Hino trang bị và lắp đặt là hiện tại bây giờ là công thức bánh xe là 4x2, 2 bánh sau chủ động. Hiện tại bây giờ lớp xe là lớp Bigaston, thông số lớp là 11G20 anh em, 10 tắc kê. Anh em có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế. Và lớp xe nó sẽ được đồng đều trước và sau. Ngoài ra thì xe được trang bị cho mình một lớp phụ theo xe nằm ở phía sau. Anh em có thể thấy trước mắt mình đây. Đấy, thì anh em có thể dễ dàng thay thế, tháo lắp cũng như là khi xảy ra sự cố thì mình có thể dễ dàng trang bị và thiết lập cho anh em. Về hệ thống treo, nghĩa là hệ thống giảm sóc phía trước của cabin, sử dụng là hệ thống giảm sóc bằng cao su nè, bằng cao su. Phiên bản Hino 3 chân 15 tấn thì sử dụng bằng lò xo, và phiên bản bằng hơi thì chỉ có lên đầu kéo 40 tấn thôi nha nè, đầu kéo phân khúc series 700. Về hệ thống nhíp phía trước thì hiện tại bây giờ anh em có thể thấy đây, nhíp khá là to và lớn luôn, sử dụng là nhíp đa lá ở phía trước cũng như là hai ti giảm sóc đơn hai bên ở phía trước đây nè. Phía sau thì hiện tại bây giờ sử dụng đó là cũng là hệ thống nhíp đa lá luôn, nhưng không phải là hình bản nguyệt quay xuống dưới nha nè, vẫn là quay phía trên giống như những cái phiên bản xe 6 tấn rưỡi. Đây, đây có thể thấy đây, nhíp đa lá hai tầng. Về hệ thống cầu thì sử dụng cầu đó với phiên bản Hino 3 Hino 8 tấn này sử dụng cầu lớn các em, giúp cho anh em cầu lắp và cầu lớn giúp cho anh em có thể vận hành kéo tải cũng như là đi quá tải cũng như là đi đường sình lầy khá là tốt. Về hệ thống phanh thì tất cả các phiên bản xe Hino từ 8 tấn đến 15 tấn thì đều sử dụng hệ thống phanh, đó là phanh hơi toàn phần hay còn gọi là phanh lốc kê nha nè, phanh lốc kê. Và hệ thống phanh mình nó sẽ được an toàn hơn. Về bên hông của phiên bản Hino FG8ZT7A này, cánh cổng unit 5 tấn 5 khúc được trang bị là hai bình hơi khá là to, anh em có thể thấy đây. Và để có thể xem được số ký hơi của hai bình hơi này, nó sẽ được trang bị ở phía bên trong của cabin. Thì anh em có thể ở trên bảng đồng hồ tắp lô, nó sẽ có hai cái đồng hồ đo số ký hơi của hai phiên bản này. Thì số ký hơi của hai phiên bản này rơi đâu đó tầm khoảng 8 đến 9 ký anh em. Bắt đầu qua tới khoảng đó thì chưa được một mốc 10 ký đâu, thì nó sẽ tự xả. Tại vì hiện tại bây giờ hệ thống thông minh được trang bị trên phiên bản Hino FG8ZT7A này cực kỳ thông minh. Và cái số ký hơi khi mà nó đã đầy rồi thì nó sẽ tự xả, tránh hiện tượng là vỡ những cái van hoặc là những cái đường ống nha nè. Khi mà hơi quá nhiều đi thì nó sẽ tự xả. Em có thể thấy đây, phía sau nó trang bị về cái bồng, hai bầu phanh hai bên khá là to. Thì bây giờ là phanh hơi toàn phần, bắt đầu phân khúc FG 8 tấn cũng như là FL và FM 3 chân được trang bị là hệ thống phanh hơi toàn phần. Ngoài ra thì xe được trang bị cho mình là về hệ thống phanh cupo. Anh em có thể thấy đây, đây là hệ thống phanh của cupo, hay còn gọi là phanh động cơ, giúp cho anh em có thể đổ đèo hoặc là đổ dốc nó sẽ được an toàn hơn, cũng như là tránh bó phanh và tránh ảnh hưởng tới hệ thống phanh của phần cơ của xe mình hơn nha anh em. Đấy, thì Khánh cũng vừa đi chi tiết hơn cho anh em xem và tham khảo qua. Thì tiếp đến nữa thì Khánh sẽ đi về cái khối động cơ được trang bị trên cái phiên bản này cho anh em xem và tham khảo. Về năng cabin thì hiện tại bây giờ đối với phiên bản Hino từ 1,5 tấn cho tới phiên bản 8 tấn thì cabin của phiên bản xe Hino thì được năng hạ cơ cấu bằng cơ nha anh em. Bắt đầu Hino 3 giò hay còn gọi là 3 chân, cầu lết và cầu thật FL và FM sẽ được năng chỉnh hạ bằng điện. Và đối với phân khúc 8 tấn vẫn sử dụng thì bây giờ là cơ cấu năng hạ bằng cơ. Khánh vừa năng cabin lên, thì đối với phiên bản này thì phía dưới của cabin thì nó sẽ được trang bị cho mình mà miếng bạc cách nhiệt hoàn toàn tốt giữa phần động cơ và phần không gian bên trong, tránh bị nóng anh em. Đây là cái khối động cơ của phiên bản xe Hino tại cẩu
Thì đây là phiên bản Hino tại cấu lắp trên cái phiên bản FG8GT7A, và đây là phân khúc thuộc phân khúc series 500. Động cơ thì đối với phiên bản Hino FG8GT7A này sử dụng động cơ diesel, còn lại là động cơ dầu, động cơ 4 kỳ và 6 xi lanh của nó sẽ được ship hẳn hàng như thế này. Về tất cả các phiên bản xe Hino thì từ 1,5 tấn cho tới đầu kéo thì được trang bị cho mình là turbo tăng áp đây nè. Trong cái tờ thấy đây, phía đây là phần turbo của nó khá là to và khá là hầm hố, giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng sử dụng động cơ mình nó sẽ được tốt hơn. Về động cơ thì cái dung tích xi lanh hiện tại bây giờ đối với phân khúc Hino FG8GT7A này được trang bị trên phân khúc tại cổng là dung tích xi lanh đó là 7684cc. Và nó sản sinh cái công suất cực đại hiện tại bây giờ là lên đến đó là 260 mã lực tại 2500 vòng trên phút nha anh em. Và mô men xoắn cực đại hiện tại bây giờ được trang bị trên phiên bản này là mô men xoắn đó là 794 Nm tại 1500 vòng trên phút. Một cái khối động cơ khá là to, khá là hầm hố như thế này, cũng như là công suất khá là lớn thì giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng kéo tải, khả năng sử dụng động cơ cũng như là khả năng vận hành trên đường trường và khả năng chiết xuất công suất từ động cơ qua BTO để vận hành cẩu mình nó sẽ được khỏe và được hầm hố, được mạnh hơn, được khỏe hơn. Và tất cả các chi tiết hiện tại bây giờ anh em có thể thấy trước mắt mình đây được Hino trang bị cũng như là thiết kế và lắp đặt, cũng như là những màu sơn, những màu chấm của những con ốc mới khá là bắt mắt, khá là đẹp, và anh em có thể dễ dàng kiểm tra và thay thế tháo lắp nó khá là dễ dàng, hoặc là kiểm tra xe trước khi mỗi buổi sáng, mỗi khi vận hành của anh em tài xế mình. Hệ thống xử lý khí thải và những cái trang thiết bị được lắp đặt cũng khá là chi tiết luôn. Cũng như là về cái động cơ thì bắt đầu 2018 đến 2022 thì tất cả các phiên bản xe Hino đều sử dụng là hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Grill, giúp cho cái khả năng tiết kiệm của xe phiên bản hay còn gọi là ga điện nó sẽ được tiết kiệm hơn so với phiên bản ga cơ trước kia. Và hộp số thì hiện tại bây giờ phân khúc Hino FG8GT7A này vẫn sử dụng hộp số 6 cấp nha anh em, 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi. Nó cũng giống như phiên bản Hino 6 tấn rưỡi, và bắt đầu phiên bản Hino 3 chân hay còn gọi là 3 giò, cầu lết và cầu thật FL và FM trở lên thì sử dụng hộp số 2 tầng, chế độ rùa thỏ bao gồm 9 cấp số. Đấy. Và đối với phân khúc 8 tấn vẫn sử dụng là 6 cấp số thôi anh em. Hộp số khá là to và hầm hố. Và để vận hành cũng như là về để sử dụng phần cẩu unit 5 tấn 5 khúc này như thế này thì xe nó sẽ được chích xuất công suất từ BTO anh em, chích xuất từ động cơ qua bộ phận con cốc hay còn gọi là con cốc, và chuyên môn thì gọi là BTO, về hệ thống bộ chích công suất từ động cơ và hộp số và vận hành về phần cẩu anh em có thể thấy đây. Nó sẽ được truyền dài ra phía sau vào đường ống, nó ra phía sau ở đây lên đường ống, nó sẽ vận hành lên trên cái phần cẩu lên trên. Đây là bình dầu phụ của hệ thống cẩu nha anh em, tại vì hiện tại bây giờ hệ thống cẩu mình sử dụng là hệ thống thủy lực. Đấy, nó sẽ được vận hành như thế này, vận hành cẩu unit 5 tấn 5 khúc của mình phía trước mắt khá là chi tiết. Còn về bộ phận điều khiển cũng như là các trang thiết bị vận hành cẩu unit 5 tấn 5 khúc này như thế nào thì Khánh sẽ làm một cái video sau cho quý khách hàng, cũng như là anh em xem và tham khảo qua chi tiết hơn. Quý khách hàng cũng như là anh em cảm thấy video hay vị nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh, cũng như quý khách hàng cũng như là anh em cần hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là hỗ trợ về phiên bản xe Hino lắp cẩu unit 5 tấn 5 khúc như thế này, hoặc là có những loại cẩu như 3 tấn 4 khúc, hoặc là cẩu 8 tấn 6 khúc, hoặc là nhu cầu về xe Hino phụ tùng chính hãng hỗ trợ về kỹ thuật thì cứ liên hệ với Khánh qua số hotline 0938 5259 Khánh để bên cạnh màn hình, thì Khánh sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn báo giá cho quý khách hàng cũng như là anh em một cách chi tiết và cụ thể hơn. Với cái này cũng như là anh em cảm thấy cái phiên bản xe Hino FG8GT7A lắp cẩu unit 5 tấn 5 khúc tải cho phép chở thì ta bây giờ được 6 tấn 4 và kích thước một vòng thùng chiều dài 8m, chiều ngang 2m35 và chiều cao từ của bẩn đó là 0,625 như thế nào ạ? Có thể cho Khánh lời comment và bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn cũng như là anh em cảm thấy video hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh, cũng như đừng quên chờ đón những video tiếp theo của Khánh. Xin chào và hẹn gặp lại.